Hôm nay ngày 20 tháng 10, Lý Đình Vũ 37 tuổi, trú tại buôn bản Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, người thứ ba liên quan vụ xả trộm dầu thải gây ô nhiễm nước của nhà máy nước sông Đà đã tới trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn. Đáng nói, ngoài Lý Đình Vũ, Nguyễn Chân Đại, Hoàng Văn Thám thì trong lời khai của Vũ còn nêu ra một người thiếu phụ. Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin trên báo Thanh Niên, bước đầu nghi phạm Vũ khai được một nữ giám đốc tên Trang thuê đi đổ dầu thải, Công an tỉnh Hòa Bình đang làm rõ thông tin này. Theo thông tin mà Đại tá Lương nói trên báo Dân Trí, qua lời khai của Lý Đình Vũ thì người thiếu phụ tên Trang thuê Vũ mang dầu đi đổ là con dâu của giám đốc công ty gạt trên Phú Thọ. Trước đó, qua điều tra truy xét, công an phát hiện hai chiếc xe có liên quan việc đổ chất thải ở buôn bản Quyết Tiến, buôn bản Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình hôm 8 tháng 10. Đó là xe tải mang hồ kiểm soát 99K8783, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải du lịch Minh Phương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh và xe ô tô 4 chỗ mang hồ kiểm soát 89A13766, chủ phương tiện ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Ba đối tượng liên quan sau đó được xác định là Lý Đình Vũ 37 tuổi, Nguyễn Chân Đại 25 tuổi, cùng trú buôn bản Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, Hoàng Văn Thám 33 tuổi, trú tại buôn bản Chi Lễ, huyện Văn Quan, Lạng Sơn. Đại và Thám bị tạm giữ khẩn cấp, còn Vũ bỏ trốn, tới hôm nay thì ra đầu thú. Theo ghi nhận của báo Dân Trí, trưa 20 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Phòng Chai, Công an huyện Thuận Thành, Công an tỉnh Bắc Ninh, vận động đối tượng Lý Đình Vũ ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Vũ sau đó khai tổng thể hành vi tội dạ của bạn dạng thân. Hai đối tượng Hoàng Văn Thám và Nguyễn Chân Đại, ảnh, Vietnamnet. Tổng hợp.